Đây là một chiếc laptop nhìn qua thì khá là bình thường đúng không? Đây là laptop của Asus nhé, nó tên là ZenBook. Nhưng mà không chỉ là ZenBook bình thường các bạn ạ, bởi vì khi mở ra đây, nó vẫn là một chiếc laptop bình thường, nhưng khi các bạn lật cái bàn phím này lên thì nó có cái gì ở dưới ạ? Một cái màn hình ở dưới nữa, và các bạn lại còn có thể điều khiển cảm ứng. Mình sẽ mở một cái Edge ở dưới, Microsoft Edge nhé. Mình kéo vào, thả vào ô số 1 và nó nhảy lên trên màn trên. Và tất nhiên là mình có thể dùng cả cái bàn phím này để kết nối Bluetooth và gõ điều khiển trackpad từ xa, di chuyển con chó chuột. Ôi, hay không các bạn? Đây là Asus ZenBook nhưng mà nó là Duo các bạn ạ, 2024. Nhưng mình nhớ lại phải khoảng 4 năm trước mình đã từng dùng những phiên bản đời đầu tiên của nó, từ 2019 thì phải. Thì cuối cùng mình cũng đã tìm ra được chân ái của một chiếc laptop nhiều màn hình, đa dụng, tiện lợi, nó là như thế nào. Rồi, laptop hai màn hình ấy thì như mình đã nói, Asus làm từ rất lâu rồi. Những cái dòng ZenBook Duo phiên bản trước thì thường các bạn sẽ có một cái giải màn hình ở phía dưới, tỷ lệ màn hình của nó sẽ bị cắt đi một nửa về chiều cao và màn hình sẽ có cảm ứng. Còn toàn bộ các cái phần bàn phím và trackpad các bạn sẽ bị đẩy xuống phía dưới và bị co ép vào một cái không gian nó khá là hẹp, cho nên là sẽ gặp một số vấn đề về việc là các bạn không có chiếu nghỉ tay để gõ bàn phím dễ dàng hơn. Trackpad nó sẽ hơi nhỏ, bàn phím nó sẽ hơi nhỏ, hơi lệch, và cái màn ở phía dưới thì nó cũng nhỏ nốt. Rồi cho tới năm ngoái nhỉ, mình nhớ không nhầm thì Asus đã có trình diễn một chiếc là ZenBook Fold. Nó là một chiếc laptop rất giống như thế này, nhưng khác một cái thôi, đấy là nó sẽ có một màn hình trải dài từ trên xuống dưới, và đó là màn OLED dẻo. Và cho tới năm nay thì cuối cùng mình đã được diện kiến một cái sản phẩm, nó có thể gọi là không phải là tinh hoa nhất như là cái chiếc ZenBook Fold, nhưng nó lại phù hợp nhất với những cái nhu cầu sử dụng hai màn hình ở trên laptop. Và đây là cách Asus đã xử lý các bạn ạ. Đây là hai tấm nền OLED đều có kích thước 14 inch, chất lượng hiển thị tuyệt vời, và điểm đặc biệt ấy, đấy là nó đồng nhất với nhau, cho nên là cái trải nghiệm sử dụng ấy, nó rất là xuyên suốt và liền lạc giữa hai cái màn hình này khi mình đổi qua đổi lại các ứng dụng, khi mình di chuyển cửa sổ lên trên xuống dưới, hoặc thậm chí là các bạn có thể để dọc trên này và di chuyển theo chiều ngang mà nhỉ. Cũng được. Cả hai tấm nền này đều sở hữu một cái tần số quét là 120Hz với độ phân giải là 3K, tỷ lệ 16:10, tối ưu cho công việc, kèm với độ sáng tối đa là 400 nits cho màn trên và 500 nits cho màn dưới. Đấy, cái đấy là cái chỗ mình thấy lệch nhau duy nhất, khoảng 100 nits. Và cả hai tấm màn thì đều có chuẩn HDR có chứng nhận của Pantone và có khả năng bao phủ 100% giải màu DCI-P3. Thông số thì nó cứ phải gọi là hết nước chấm, bởi vì màu sắc chuẩn này, giải màu rộng này. Thật sự cái màn này không phải để chê. Và kể cả các bạn không chơi game hay là không làm những cái việc quá là căng thẳng đến màu sắc, các bạn chỉ đơn giản là mở YouTube hay là mở Netflix xem thôi, thì cái tấm nền OLED ở trên này nó cũng sẽ có một màu đen rất là sâu, giải tương phản rộng, khả năng tái tạo màu sắc rất là rực rỡ và tươi, rất là no mắt để giúp các bạn có những cái trải nghiệm thị giác là tốt nhất. Còn tất nhiên là khi các bạn làm những công việc liên quan tới chuẩn màu thì vẫn sẽ cần phải cân lại một chút, bởi vì như mình thấy những cái tấm nền OLED ở trên này thì đôi khi nó sẽ hơi rực một chút, thì chúng ta sẽ cần cân lại một tí để mới chuẩn được cái màu CMYK khi các bạn in ấn ra. Rồi, thì đó là cái thứ đầu tiên mình ấn tượng với cái chiếc laptop này, nó có hai màn hình. Cái quan trọng ở đây ấy, đấy là sau bao nhiêu năm với nhiều phiên bản như vậy thì Asus đã tự học tập, tự nghiên cứu và cải tiến để mang lại một trải nghiệm là phù hợp nhất với hai màn hình, nó như thế nào, nó tinh tế như thế nào. Thì đó, kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm nó nằm ở những cái thiết kế khác ở trên chiếc laptop này các bạn ạ. Đầu tiên là các bạn sẽ có một cái bản lề, nó vẫn là bản lề nâng cái phần thân máy lên giống kiểu Ecolift, nhưng nó sẽ có một khoảng hở khá là nhiều ở giữa, và các bạn sẽ mở tối đa được ở góc như thế này, 180 độ. Nhìn bản lề nó lồi ra thế nhưng không phải là bản lề 360 đâu nhá, đừng có nào gập ngược lại, máy này không hoạt động được ở chế độ tablet. Và khi các bạn gập lại thì sẽ thấy ngay là máy có một phần khoảng hở ở giữa như thế này. Tất nhiên là bản lề được Asus hoàn thiện rất là chắc chắn, cho nên là khi mình gập như thế này, mình bóp ấy, thì nó vẫn sẽ có sự flex ở màn hình, sẽ bị cong xuống, nhưng mà mình cảm thấy nó không bị quá là lỏng lẻo đâu, mà nó khá là chắc. Nhưng tất nhiên là khi các bạn gập hai cái màn hình cảm ứng này vào với nhau thì rất có thể gây ra nguy cơ là xước này, rồi cát bụi rơi vào, có thể là thậm chí là hỏng vỡ màn hình. Cho nên luôn luôn các bạn nên có một cái bàn phím như thế này. Đây chính là cái bàn phím đi kèm của chiếc laptop này. Nó sẽ có một số những cái chân kết nối ở phía dưới nhé, để khi các bạn đặt lên cái màn dưới này thôi, đó, thì màn hình phía dưới tự động sẽ bị tắt đi và máy sẽ tự động chuyển về chế độ là một màn hình. Các bạn sẽ sử dụng cái bàn phím này như kiểu là một cái bàn phím gọi là có kết nối dây, độ trễ thấp và hoạt động rất là ổn. Còn khi các bạn lấy ra, chỉ cần rút cái bàn phím này ra thôi thì nó sẽ tự động chuyển sang kết nối Bluetooth này. Các bạn thao tác một cái nữa thì màn hình phía dưới sẽ mở lên và máy cũng sẽ tự động chuyển ở những cái cửa sổ
về cái dạng là sử dụng hai màn hình. Với phiên bản này chúng ta cũng có, đấy là Asus Dial and Control Panel, nhưng mà tất nhiên là không gian hiển thị nó rộng hơn rất là nhiều so với các phiên bản kia, cho nên là các bạn sẽ có nhiều những cái tùy chỉnh và tính năng hơn. Với một số những ứng dụng đặc biệt như là Premiere hay là ví dụ DaVinci Resolve hay là các bạn làm DJ ấy, thì thậm chí các bạn có thể giả lập cả một số những cái vòng xoay ở đây. Nó không phải vòng xoay cơ nhưng mà nó là vòng xoay theo dạng cảm ứng ở trên màn hình, để các bạn lăn, xoay và tinh chỉnh từng nấc của những cái tính năng, những cái tùy chỉnh như kiểu là độ sáng này, âm lượng này, giải âm này cao lên bao nhiêu này. Tất nhiên là khả năng kết nối với các ứng dụng bên thứ ba của nó thì cũng đang ở mức là vừa phải thôi. Tức là các bạn có thể dùng nó với cả DaVinci Resolve và với cả Adobe Premiere Pro. Và với cái việc mà Asus đã làm cảm ứng cho cả hai màn hình trên dưới như thế này thì mình thấy khá là hay. Với các bạn nào mà sử dụng những ứng dụng video như mình sẽ để cái khung preview ở phía trên và một số những cái nút, những cái thao tác nhanh ở bên dưới thì mình có thể nhìn cái timeline rất là dễ, hoặc là mình có thể thậm chí là chạm ngón tay mà để làm luôn. Nhưng mà tất nhiên mình đã quen sử dụng chuột hay là bàn phím rồi, cho nên là mình thường không sử dụng cảm ứng vào những cái thao tác công việc của mình. Nhưng cái cảm ứng này sẽ cái tiện nhất với các bạn mà làm các công việc sáng tạo theo hướng khác, ví dụ như là vẽ này, viết này, hay là các bạn muốn thao tác tùy chỉnh nhanh ở trên màn hình để show cho khách hàng xem chẳng hạn. Bởi vì cái chiếc laptop này với hai màn hình của nó ấy, cũng sẽ có một cái tính năng là hai màn hình hiển thị giống nhau nhưng mà ngược với nhau. Để khi các bạn mở nó ra ở góc 180 độ như thế này thì bạn ngồi một phía, đối tác của bạn ngồi họp với bạn ở một phía, thì cả hai người sẽ cùng có thể nhìn hai cái màn hình với chung một nội dung. Và khi đó thì các bạn sẽ không cần phải lăn lăn con chuột hay là cầm bàn phím thao tác gì cả, mà chỉ cần lấy ngón tay này di ở trên này. Rất là nhanh, rất là tiện đúng không? Ở đây thì mình thấy danh sách ứng dụng đã được hỗ trợ, nó bao gồm một số ứng dụng của Adobe như là Premiere Pro, After Effects, DaVinci Resolve mình dùng cũng có luôn. Rồi có cả một cái là Micro này, hay là Google Chrome, Edge, cả bộ ứng dụng của Microsoft và cả Spotify thì đều hỗ trợ những cái nút tùy chỉnh này. Nhưng mà tất nhiên với tùy những ứng dụng khác nhau thì nó sẽ điều chỉnh những cái khác nhau. Và Asus thì cũng tặng kèm một chiếc bút cảm ứng ở trong này nhé, để các bạn dùng nếu cần. Còn về hiệu năng của nó đi, Intel Core Ultra 9 185H với mức TDP là 35W, đi kèm với 32GB và 1TB SSD. Nó cũng khá là đỉnh cao so với cái thiết kế mỏng nhẹ này rồi các bạn ạ. Tuy là nó không có cạc rời, nhưng mà thực tế thì thân máy mỏng nhẹ như thế này và bản thân nó là một mẫu Ultrabook, cho nên là mình thấy có nhét vào đây cũng không để giải quyết được vấn đề gì, thậm chí là sẽ gây nóng và còn tụt hiệu năng của nó đi. Thông số thì mình không muốn nói nhiều nữa, bởi vì cái CPU này thì riêng về nó khá là đỉnh. Các bạn có thể thấy một số bài benchmark mình có để trên màn hình và test thực tế của mình đối với DaVinci Resolve hay là Premiere Pro ấy. File quay bọn mình hay dựng là 8 bit thôi và bitrate là khoảng 100 megabit giây, thì nó có thể preview 4K đấy rất là mượt mà trên Premiere, không có những cái đoạn bị drop frame. Tất nhiên là khi mình thêm một vài layer màu vào này, adjustment layer, chỉnh lắt màu, rồi thêm một số những cái element, một số những cái yếu tố ở phía trên để chèn vào video ấy, thì nó sẽ có những cái đoạn drop frame nhẹ nhẹ. Do đó thì khi mình để độ phân giải xuống khoảng 1/2 thì preview nó là mượt mà. Thì đấy, dùng được với chiếc máy này để dựng thoải mái luôn. Nhiệt độ thì mình thấy nó cũng là một câu chuyện khó để mà đánh giá, bởi vì là với cái việc có hai màn hình như thế này, toàn bộ linh kiện được nhét ở phía dưới, cho nên thật sự là chiếc máy này sẽ bị nóng lên trong quá trình các bạn sử dụng. Nóng khá là nhiều, mình có thử sờ vào thì thấy nóng khá là nhiều phần màn hình này. Tuy nhiên thì mình đâu có sờ vào cái chỗ này đâu, cái chỗ chiếu nghỉ tay này thì mình đã dùng hai màn thì mình sẽ bỏ luôn cái bàn phím ra ngoài mà. Hoặc là thậm chí mình dùng cái bàn phím bên ngoài với nhu cầu của mình để mình kết nối vào đây. Thì đấy, mình thấy nhiệt độ cũng không phải là vấn đề. Nếu nó không ảnh hưởng tới hiệu năng thì rõ ràng nhiệt độ ở trên chiếc máy này không phải là vấn đề rồi. Với iGPU được trang bị kèm ở trên đây thì mặc dù nó là iGPU nhưng mà các bạn vẫn hoàn toàn có thể chơi được những cái tựa game như kiểu là LOL, max setting, FPS vẫn trên 100, thoải mái, game đấy thì chơi đơn giản đúng không? Mà thực ra là cả đời mình chơi mỗi game đấy, cho nên là mình cũng không có vấn đề gì với hiệu năng về mặt GPU của chiếc máy này. Nói chung là vẫn ưu tiên để làm việc văn phòng và những cái tác vụ sáng tạo nhưng mà liên quan tới CPU thôi. Nói qua về cái bàn phím này một chút, nó là dạng chiclet LED và nó mỏng dính các bạn ạ. Ở bên trái này thì các bạn sẽ có một cổng sạc Type-C để sạc rời cho cái bàn phím này, một cần gạt bật tắt chế độ Bluetooth và có một cái đèn chỉ báo sạc ở đây. Và thật sự thì cái thời lượng pin của chiếc bàn phím này thì cũng khá là trâu, cho nên là từ lúc nhận máy đến về mình cũng chưa bao giờ cắm sạc qua cổng C này cả. Chỉ có để máy lên đây thì nó cũng kết nối, nó tự sạc và nó dùng bình thường luôn. Trackpad hay là bàn phím trải nghiệm gõ trên đây thì mọi thứ nó nằm ở mức khá tốt. Không phải hoàn hảo tuyệt vời, nhưng mà mọi thứ mình đánh giá đều rất là ổn và tiêu chuẩn đối với một chiếc Asus ZenBook. Trackpad phủ kính, kích thước rất là lớn, bàn phím thì dạng nhỏ gọn, nó sẽ hơi lõm xuống nhẹ ở giữa một chút. Và hành trình phím, kích thước hay là trải nghiệm gõ thì nó rất dễ quen thuộc các bạn ạ. Mình gần như không cần phải làm quen lại. Duy chỉ có một điều thôi, là cái chất liệu mà Asus đang sử dụng ở đây thì nó sẽ hơi bám mồ hôi, dấu vân tay một chút. Các bạn có thể nhìn thấy. Mà đặc biệt là khi mình để lên đây, xong lại gập cái màn hình lại thì mình cũng hơi sợ là làm bẩn màn hình. Bởi vì màn này là màn bóng, lại còn cảm ứng nữa, bẩn thì nó sẽ hơi bị xấu.
Rồi một số những yếu tố khác về cổng kết nối thì sao? À, bên phải thì sẽ là cổng jack tai nghe 3.5 và cổng HDMI, và bên trái các bạn sẽ có hai cổng USB Type-C đều hỗ trợ Thunderbolt 4 đều có thể xuất hình sạc cho chiếc laptop này, và một cổng USB Type-A hỗ trợ truyền file tốc độ cao là 5 Gbps. Thì đây là USB 3.2 nhé, nhưng mà là Gen 1 thôi. Màn hình mặc dù là có viền rất là mỏng nhưng mà các bạn thấy nó vẫn có một cái webcam hỗ trợ Windows Hello, và đặc biệt ở phía dưới đáy máy này thì các bạn sẽ có sẵn một cái chỗ để các bạn gạt ra. Để làm gì ạ? Dùng hai màn hình thì nó phải thế này nên mới công thái học chứ các bạn. Thì đó, vậy thôi. Laptop hai màn hình thì không phải là một cái gì nó quá mới lạ nữa. Asus làm từ lâu rồi như mình đã có chia sẻ. Nhưng với phiên bản này thì họ đã đưa mọi thứ lên một cái trải nghiệm nó thật sự là nó thực tế hơn. Ngày xưa cái màn hình nhỏ nhỏ dài ngang ngang kia ấy, nó hay ho, nó có tác dụng nhưng mà nó chưa phải là một thứ gì đấy khiến mình gọi là wow, hay quá, mình cần cái này, mình phải mua cái này. Bình thường các bạn có nhu cầu sử dụng hai màn hình ở trên laptop thì mình thấy các bạn là hay phải mua thêm một cái màn phụ bên ngoài, cổng Type-C, chất lượng hiển thị mà ok một tí ấy, thì giá nó phải tầm 8 cho tới 10 triệu. Rồi phải cắm dây kết nối này, tiêu điện của chiếc laptop này, rồi độ chuẩn màu này, tấm nền này, tần số quét, độ phân giải chưa chắc là nó đồng bộ được với cái màn chính. Thì thay vào đó bây giờ các bạn có sẵn luôn hai cái màn hình ở đây. Thích thì dùng một màn, mà thích nữa thì dùng hai màn như nhau. Hay, hay đúng không? Bực của nó.